Người đâu mọi người? Ừ. Lãnh đạo xuống Đâu quân sự. cũng được bạn ạ. Ở đâu cũng được hả? Cái gì? Ấn cái con thôi, không phải có cái đồ hay ấn thằng nào đấy. Nhưng mà đứng nhảy Pochinki được không bạn? Chứ vừa nói ở đâu cũng được luôn. Vừa nói luôn. Này chỉ Đâu, cần tôi những không cái một nói. mình đó. Tôi Những không nói. Tôi có nói ở đâu được đâu. Chết rồi. Đó. Ông nào nói đây? Chứ khi nãy ông nào Biết nói? tôi hơi ồn. Không biết nhưng mà tôi nói. Anh em muốn xuống con Quan sư ở không? đây làm gì? Đi không? Đi xuống đi. Đi. Không lặn xanh bạn ạ. À? Đây nhảy xuống nhá. Ờ, nhảy xuống đi chứ dưới này có gì đâu. Tôi xuống rồi Chỗ nhá. này như lúc dạo. Chưa thấy ai này. Hô hào nhảy xuống cuối cùng vứt một mình bên đây. Dỗi. Rồi. Nhảy xuống hết mà, nhảy xuống nhưng sao nó là sao bón quá Ôi chuẩn bị có chứ. người, có người này. Có người chạy vô cướp. Anh đi thu bảng em về. Chết rồi. Mình ở đây vậy? Đi lấy xe mà. Trời. Bị ngoan. Đứng đầu từ đầu giờ không được nhặt cái đồ ý như ý một phát nào. Nó trong nhà số 4. 3.007 máu. Nó có thằng đấy. Nó sớm. Thằng ở dưới chỗ cứu nữa. Cứu một thằng xuống nha. Trời ơi, nó đứng im cho bắn luôn ấy trời. Mù luôn con mắt đi. Gần này. Còn một thằng cứu ở dưới này đâu rồi? Đi nhà chứ đâu. Đâu thế? Nhà gì á? Trong nhà bên trên. Ok kìa. Không. Chưa hết máu, hết máu. Hết chưa? Hết chưa alo? Ba thằng là hết rồi. Mất ba thằng à? Còn một thằng ở đâu? Một thằng bắn nốc một con kia nốc. Chưa gạt. Một thằng nốc, nốc cái tường kia. Chỗ thế mà hai ông sấy không rụng. Tôi sấy dụng thằng mà. Cút cổ mà bẫy ra. Ok. Xe chạy qua chỗ cứu nhá. Dưới này, dưới này. Watch out. Ui gì giời vậy? Tôi đang đi mà bạn. Kìa nó quay lại kìa. Còn hai thôi. Bạn ơi, còn hai rồi. Cháy nổ xe là nó chết à? Thì tôi yếu bạn này. Nổ xe sao chết chứ? Bắn nổ xe một cam đi là nó chết, bắn nổ xe một cam đi. Nó nóc hai rồi, còn một thôi số 4. Từ từ tôi bơm máu. Hết đạn rồi. Chết hết rồi, chưa? Ok rồi. Chết hết rồi, chết hết rồi, đi rồi, đi rồi. Có xe cho tôi, có xe cho tôi. Khiêng ra số 4. Từ từ. Có xe cho tôi nha. Nó tôi hết đạn rồi, tôi nhận. Rồi chiến đấu số 4. Khiêng ra số 4. Bốn thằng. Có một thằng kia.
tí đạn nào bắn. Đùa. À, tự nhiên cố ngồi cứu ạ, cay thế à? Cứu đi, ra farm cứu luôn, nhanh không hết kìa. Có xe 2 của nó phía sau kìa. Xe 2 của nó phía sau kìa. Sẵn ở đây một phịch. Phịch. Không sao bạn ơi. Không tốn cam đâu. Cam cầu đi cầu giờ mới thú vị nè. Giờ qua cầu mới là thực sự thú vị. Rồi mắt nó giật kia vậy. Ừ tôi không thấy giật bạn ạ. Xe 4 không kìa, thấy xe 4 không? Có. Thằng vứt xe đạp ở đây. Ông qua cầu luôn nha, tôi cũng không phải sợ. Sao mấy ông kêu ông đi qua đi? Đi luôn. Đậu phộng. Đi đi, cứ đi thử nghiệm chứ. Ồ, sau lưng. Sau lưng. Chặn ông. Chặn ông. Chặn luôn cái gì em chặn. Ba bên kia tôi bên này. Mỗi người một bên. Ông số 1 ông bỏ mình đi. Nó dừng rồi. Dừng rồi. Dừng ở đây sau lưng có một thằng nữa. Trong sau lưng thằng người có. Ngồi ở xe tách la không? Nó đứng ở xe tách la kìa. Ông dừng quả nó sấy được rồi, ông chạy thẳng tôi với bàn thờ làm sao mà đỡ được. Nó lấy xe tách la nó đi kìa. Bên kia. Kìa nó chạy kìa, không ai thủ bên kia à? Đùa. Bên nào? Đấy bên bà ấy, nó chạy cầu của thang bên bà ấy. Đây lên sát tôi rồi. Watch out. Số 3 ơi, số 3 cái thằng kích ở bên này, số 3. Nóc thằng nào đấy? Không, nóc thằng khác, nóc thằng khác. Có thể thì kìa bà ai sao? Bên bà có thấy thằng nào đâu? Thấy này, nó ở ngay góc của thang rồi này. Không thấy. Nó chạy rồi. Nó vẫn còn. Đầu cầu một tim đấy. Trời ơi. Cái kia ở đây còn mà. Khó rồi. Chạy đi, chạy xe luôn đi. Không chạy được, xe thủng lốp bạn ạ. Ở phía sau check bo rồi. Đi đi. Kẹt thế nhỉ. Bọn này không đi bo là chết hết này. Chắc nó đi rồi. Có check bookie của tôi phía sau này. Giờ quay lại chết đấy. Chết ngắt rồi. Khó thế. Đúng rồi. Đường nào đỡ cho nổi. Giờ phải 10 bình máu nữa. Không được rồi, khó. Quay lại lúc xác. Lúc xác cũng để. Thằng chết bo này. Ôi giời. Bo ngay trước mặt. Bò ngay trước mặt nhưng hao tu còn, tới. Còn bình máu này vào được. Không, hết.
Mày đã đứng nó kê kìa. Được, vào được. Chết đứng ngay chờ mở luôn kìa. Không được. Nhảy. Không vào được đâu. Nhảy đi. Gãy chân, nhảy quá. Đúng rồi. Bắn đi cao, dùng. Thế hoang mang ấy nhở. Còn 4 thằng một team ấy. Thế hả? Nó lấy xe nó đi luồm đây nè. Khó thế. Một cái bớ gì không có sạch. Cái gì kiếm nãy giờ đấy. Một phết 4 thì nên chọn lúc nào bắn nhỉ? Lên đầu. Lên đổi á. Nó có thằng nằm đầu, có thằng nằm đầu. Trời sao nó xuống luôn. Trời sao nó thấy rồi. Ba lần. À nó bắn thằng bắn. Đâu con ba, con một với ba. Nên nó đứng hai thằng chung. Nhưng mà tôi không có máu để bơm nó đẩy xuống ấy chết à. Thế sạch máu rồi. Vừa quay qua thấy thằng ở đó. Trời. Có một thằng đứng kê gốc cây sao ấy. Đúng. Đấy. Thằng này không biết rồi. Nó chưa biết đâu. Vãi nồi. Không biết là khi nó kiểu nó biết rồi đấy. Trời ơi, anh cứt rồi. Cứt rồi. Góc này đỡ là sao được. Qua bên kia lấy xe chạy. Xe một đường vậy. Tôi sẽ cắn trộm nó. Nó chạy xe mình cũng chạy xe. Ba thằng đứng trụm như thế mà không biết nãy một băng sấy rụng hết không nhỉ? Nè lên. Cái nãy rụng đấy, rụng hai thằng đấy, một băng rụng hai thằng. Tại vì hai thằng nó đứng im một chỗ nó lúc mà. Ừ. Nó cứ hó này còn cố khịa mình ạ. Chạy đây dưới đường bên trái vậy. Thấy. Xem mấy thằng đi. Chắc chắn một hai thằng chỉ có một thằng đi xe thôi, một hai thằng vẫn ngồi đâu đấy. Thằng kia nó đi vòng nó nhìn lên lát đuổi nó thấy à? Thế á? Nó cán chết rồi. Khó thế nhở thầy. Kìa nó vần. Rồi sấy rớt thằng xe này. Một thằng này. Một thằng rồi à? Thế thằng còn lại đâu? Một thằng thôi, mấy thằng còn lại nấp à. Ui hai thằng. Sấy luôn. Sấy. Bom. Đẩy luôn. Đẩy. Thấy, còn một thằng thôi. Dê thằng đá ở trên đường kìa, bên kia đường. Thằng đá bên kia đường. Thấy rồi. Bên kia đó kìa như thằng đó, thằng đó snip ấy, thằng đó có snip ấy. Cái móc đâu, rãi. Yếu, lấy xe tầm xuống luôn. Yếu rồi. Gạt thằng kia lấy ấy đi, lấy khiêm, bom ngát bắn. Khiêng nè. Vào bò đi, vào nhà vệ sinh nhé, nhà vệ sinh nhé, tắt. Được đấy. Nhà vệ sinh làm gì? Nhà vệ sinh tù lắm. Ôi, nó sẽ móc cho mình luôn. Ba thanh niên. Ba thanh niên. Cứ tưởng ăn game rồi. Top 1 rồi, nó kêu là top 1 rồi anh em ơi. Này thì top 1 với chúng tôi. Thế đéo mà vẫn được lấy được top 1 nhỉ? Ảo thật đấy. Vô lý thực sự. Anh em ngồi cổ vũ nồng nhiệt. Ảo thật đấy. Chả hiểu kiểu gì. Một tưởng chết rồi chứ.
Thì đặt cái khiên đấy mà nó không biết luôn không ta? Vô lý nhỉ. Không đặt nó làm gì Không thấy để tiếng, ý. nó không để ý, Ồ, nó tưởng là mấy khiên thằng tiên cũ đồ nó cũng bị mù nữa. bận Thề mấy thằng tiên đồ bị mù vô hết ý rồi. không vô ý.